Con nấu ăn dở lắm, con hay quên. Nhược điểm thì không biết nấu ăn. Rồi hai đứa này ăn cơm tiệm luôn. Còn bên đây mấy mối tình? Vài mối tình. Vài mối hả? Dạ. Dạ, không lý tưởng thôi, giống chú Quỳnh Linh. Em nói đi, anh sẽ lo cho em học thiết kế. Anh sẽ lo cho em học thiết kế và lo những việc khác đó nữa. Dạ, trước tiên con xin chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào tất cả quý vị khán giả. Con tên là Trần Thị Cát Phương, con năm nay 29 tuổi, nghề nghiệp là con đang làm thu ngân. Thu ngân, ở đâu? Dạ, con làm ở quận nhất ạ. Mà đợt dịch vừa rồi thì cửa hàng con đã đóng cửa nên bây giờ con đang tìm một nơi làm mới ạ. Rồi nhà mình ở Sài Gòn luôn hả? Dạ, con sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, con ở quận 8. Xin mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Trần Hồ Tân Hồng, năm nay 30 tuổi, nghề nghiệp của em là kỹ sư xây dựng. Quê em ở Đồng Tháp và hiện tại đang sống và làm việc ở Sài Gòn. Làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh quận mấy? Dạ quận 7 ạ, đang có công trình quận 7 ạ. Rồi quận 7 qua quận 8 cũng gần ha. Rồi nhà gái cho tôi biết một chút về ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ ưu điểm của con là con sống tình cảm, con biết vẽ. Còn khuyết điểm của con hơi nhiều một chút là con hơi ít nói, với lại là con nấu ăn dở lắm, con hay quên nữa. Dạ. Còn bạn bên kia làm sao? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, không biết hút thuốc. Nhược điểm thì không biết nấu ăn. Rồi hai đứa này ăn cơm tiệm luôn. Nhắc gì ăn bị gói quá anh Linh. Rồi bạn đàn gái có mấy mối tình rồi? Dạ con trải qua hai mối tình rồi. Mối tình thứ nhất là năm 22 tuổi, được 2 năm. Rồi mối tình gần đây nhất là cũng 2 năm, con chia tay được mới 1 năm rồi. Còn nhưng mà lý do tại sao lại chia tay? Yêu xa cho nên là tình cảm cũng nhạt dần. Còn bên đây mấy mối tình? Vài mối tình. Vài mối hả? Dạ. Tỷ lệ bên đó là thua bên đây rồi đó nghe. Bên đây người ta có hai mối tình thôi. Chào cho em. Rồi bây giờ Cưng muốn cái người bạn gái của Cưng phải như thế nào? Dạ vui vẻ, hòa đồng, biết kính trên nhường dưới. Đừng nói biết nấu ăn nha. Tóc dài. Không cần biết nấu ăn đúng không? Chứ bên đây là người ta không biết nấu rồi đó. Quan trọng là tinh thần về học mà, chị ơi. Dạ. Gia đình này, hai đứa lấy nhau thành gia đình mì tôm. Rồi cái điều mà em không thích ở bạn gái là gì? Bạn gái là đừng có xâm hành. Cái tình hình kinh tế bên nhà gái bên tôi hiện giờ là đang cực kỳ suy thoái. Là tại vì cái dịch vừa rồi cho nên bên nhà gái chúng tôi hiện giờ đang thất nghiệp. Bên nhà trai thấy sao? Có cu mang nổi hay không? Chắc cũng được chị, chắc cũng được chị. Được đúng không? Kỹ sư xây dựng mà gì? Gói thì bao la. Bao la đúng không? Dạ. Gói bao la. Bao la. Bánh bao vô tư. Cứ mì gói bánh bao hoài luôn. Này chào em gái. Dạ con chào chú Quỳnh Linh. Sao buồn vậy? Dạ con hơi hồi hộp. Hồi hộp cười tươi lên. Trời ơi bà mối Hồng Vân đến đây mà để cho cô gái buồn quá con. Bây giờ con thích người đàn ông của con mẫu hình lý tưởng thế nào? Dạ mẫu hình lý tưởng con là giống chú Quyền Linh. Này đẹp trai giống đẹp trai hơi đẹp trai hơn chú Quyền Linh. Linh được luôn không? Đẹp hơn chú Quyền Linh được không? Mặt dạ tươi, được. Da đen hơn chú Quyền Linh. Không, da xem chú Quyền Linh ha. Nói chung là em trai. Cao nhiêu? Em cao nhiêu vậy? Dạ 1m68 ạ. Bây giờ mở rào thôi Vân. Ừ đúng rồi. Mở rào. Mở rào. Anh có món quà muốn tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Dạ anh mở cái hộp ra coi là gì chẳng. Hình trái tim được xếp bằng những tờ đồng 1.000 và 2.000 ạ. Đâu đưa coi coi. Dạ, ý nghĩa là sao cưng? Dạ, em muốn gửi những trái tim có cánh này gửi đến bạn gái, để gửi những lời yêu thương đến bạn gái. Dạ em cũng có món quà tặng lại anh. Gì dạ nói đi. Dạ món quà này là bức tranh, không phải bức tranh em vẽ đẹp nhất mà là bức tranh ý nghĩa nhất đối với em, là em vẽ cái bộ áo cưới mình ao ước. Em thích làm thiết kế hả hay sao? Dạ đúng rồi, ước mơ của con là làm thiết kế. Ok, cái này chắc bỏ nghề thu ngăn đi làm thiết kế. Đâu, được, mở cho khán giả coi coi đẹp không. Đó cái mẫu áo cưới của cổ đó. Con vẽ đó hả? Dạ. Xuất sắc. Dạ con cảm ơn chú. Rồi. Không để được vậy là xuất sắc đó. Đó cái này nếu mà con đo cô Vân con mai khác kịp chú nha. Tại sao mình không đi học thiết kế đi? Dạ tại vì con hồi đó con có học thiết kế nhưng mà tại vì điều kiện gia đình không cho phép nên con bỏ giữa chừng con đi làm. Chắc là học phí cao hả? Dạ. Thiết kế thì một khóa thì khoảng bao nhiêu con? Gần 20 triệu.
bên nhà trai coi sao. Để nhà trai lo. Trời ơi, tưởng cái gì nó lớn lao. Bây giờ con có muốn đi học lại không? Ăn mì tôm để dành được. Được, em nói đi, anh sẽ lo cho em học thiết kế. Anh sẽ lo cho em học thiết kế và lo những chuyện khác nữa. Em dễ thương quá. Dạ, em rất là... Ngoài tiên liệu luôn đúng không? Dễ thương dạ, ngoài tiên ngoài... Thấy bé mặt nó cứ buồn buồn á. Em cố gắng làm sao về em cho nó cười hoài đi. Chị thấy nó uất cái gì mà mặt nó cứ buồn hoài. Ừ. Con cười tươi lên nào, cười tươi lên rất là đẹp. Ờ, hiện tại em đang làm ở đâu ạ? Thất dạ, nghiệp, tại ta thất nghiệp mà hỏi. Ủa đau quá ta. Thì thôi Thu ngăn này thôi, về nhà thu tiền của anh cũng được. Nó giữ tiền của anh xong đi học thiết kế dạ, đúng không? Đúng trời, dạ. Nói thấy thương hết sức luôn rồi. Nếu mà hẹn hò thì một tuần mình gặp nhau mấy lần à? Giờ em nghĩ quận 7 với quận 8 nó gần, chắc là một tuần mình gặp mấy lần được à? À, anh thì làm ở quận 7 thôi, nhưng mà hiện tại đang ở quận 9. Quận dạ. 9 với quận 8 cũng gần. Sát bên, 8, 9, quận 8, 9 cái bên, quận 7 với 8 cũng vậy. 9. Dạ đúng rồi. Dạ. 7, 8 cũng vậy mà 8 vậy. Này, cuối tuần này chắc mình triển luôn đi. Ngoài thích vẽ, còn thích thiết kế, còn thích gì nữa không? Dạ em thích ăn uống, thích du lịch, thích đi chơi với bạn. À, anh còn đi chơi anh với bạn, dạ? Đi chơi với anh. Dạ chừng nào có anh thì mới thích đi du lịch với anh. Dạ, anh thì anh thích thể thao, chứ cái nữa giờ thích đi chơi với em. Đó, thì đó, trời quá. Hay được, hay được nha. Dạ. Dù này được à. Anh ghen có một tí à. Đi đâu đi chơi với ai phải nói để biết, lỡ đi ra ngoài đường hay khơi bị nào bắt cóc rồi sao được. Rồi đừng có nhắn tin liên lạc với người yêu cũ các kiểu, không được. Dạ, ừ. Cái đó thì em không có à. Còn em ghen dữ không em? Dạ không á. Em thì em nghĩ là ai cũng có những cái mối quan hệ khác ngoài cái mối quan hệ yêu đương. Miễn là mình biết chừng mực là được rồi. Đúng rồi, nhưng mà phải rõ ràng. Dạ. Ừ, đúng rồi. Anh có lăng nhăng không ạ? Không, không có lăng nhăng lắm đâu. Không có lăng nhăng lắm hả? Nói chung là anh có lăng, nhưng mà nhăn cũng có. Nhưng lúc nào lăng là lăng, còn lúc nào nhăn là nhăn. Lăng phải cái là nhăn. Đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Anh với em cũng xem tuổi cũng lớn rồi, coi được cuối năm cưới luôn em ơi, coi được cuối năm cưới luôn em ơi. Rồi bây giờ cưới nhau rồi ở nhà ai? Tại em đang ở nhà quận 9 thì được thì bạn gái về nhà em ở. Anh trai bước tới nắm tay em gái. Nắm tay cá hát đi cho nó vui nè. Cho. Tay hát bài gì ơi, đó nắm vừa tay. Đẹp người vừa phọt phiết đồ ngon lành. Cho anh xin nắm tay. Dạ. Yeah. Nhìn cô gái hát. Tìm được người con gái thật dịu dàng dễ thương, với tóc đuôi dài như án mây phiêu bồng. Một người thật đầm thắm, một người chịu sẻ chia, biết lắng nghe lòng tôi những khi tôi buồn. Nhẹ nhàng vòng tay nàng ôm lấy tôi, ngàn lần buồn sau chợt tan. Em trái tim anh nó bị em cướp đi rồi, giờ em phải đền bù cho anh là để anh quan tâm chăm sóc em trong thời gian sắp tới. Dạ. Yeah. Trời ơi, rụng nụ luôn á, rụng nụ luôn. Kiểm tra con tim của mình xem thật sự nó rung động chưa các bạn. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Đấy. Nắm tay. Bây giờ bắt đầu chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Rồi nói vài lời với bác đi. Dạ bác ơi, cho con xin phép được quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho em. Rồi em gái nói gì với... Thiệt luôn á. Dạ lòng. Chào bác ạ. Con cảm ơn bác đã sinh ra một nửa mà con đang tìm kiếm. Dạ thưa mẹ đi. Mẹ hay má? Dạ thưa mẹ. Trời. Đó. Bên đây nè, không lẽ mình thua? Thưa mẹ. Thôi. Và bây giờ là cái hôn đầu tiên nè. Dạ xin phép mẹ cho con hôn vợ con một cái. Dễ thương. Rồi và đây là món quà của chương trình gửi tặng cho các bạn.
Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện, robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu